phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Bác sĩ Trần, sao cô lại tới? Cô là... ở Đồng Lý là tôi. Tôi là Dư Hà, kỹ sư thiết kế châu báu của ông chủ Thiếu. Xin chào. Dư Hà, hai người đều biết nhau chứ? Có chuyện gì không? Không cần tránh Như Ca. Có chuyện gì cứ nói trực tiếp. Quân Nhật làm nổ ngưng trệ hết các tuyến đường vận chuyển ra tiền tuyến. Điện đài của bọn Nhật vẫn luôn phát huy tác dụng. Sao cô lại điều tra điện đài của người Nhật? Các anh làm việc cho ai? Làm việc cho bản thân chúng tôi. Mỗi một người Trung Quốc chân chính đều sẽ đánh giặc, giết Hán Giang. À phải, bác sĩ Trần, vừa hay tôi có chuyện muốn hỏi cô. Em trai của Chu Khởi Văn là Chu Lập Văn, cũng từng du học ở Nhật Bản. Hơn nữa, cũng là đệ tử của Kitano Kitama đúng không? Ý cô là nghi ngờ điện đài ở trong nhà của Chu Lập Văn? Em cảm thấy chúng ta nhất định phải nghĩ cách đến phủ họ Chu một chuyến. Không được, tôi đã quen Chu Lập Văn từ nhỏ. Con người hắn ta thâm sâu khó lường, suy nghĩ rất khó nắm bắt. Bình thường các cô không có bất kỳ mối quan hệ nào với nhà họ Chu, đột nhiên qua đó sẽ khiến cho hắn nghi ngờ. Hay là để tôi đi cho? Em đi à? Nếu như Chu Lập Văn là Hán Giang, em sẽ rất nguy hiểm. Không sao. Em nói em vừa từ Đồng Lý trở về, thay cha của em đến hỏi thăm họ. Đại tiểu thư, mời cô vào trong. Lập Văn, Như Ca, sao chị lại tới? Tôi vừa từ Đồng Lý về, cha mẹ tôi bảo qua đây thăm mọi người, nhân tiện đem thêm một chút quà. Chị giúp em cảm ơn bá phụ, bá mẫu. Không may, cha của em trưa hôm nay vừa đi Hồ Động Đình, trong nhà chỉ có em và mấy người làm. Thế nào? Không thay đổi chứ? Nếu không phải anh trai của em đi sớm, thì chị đã sớm vào đây. Đi, vào trong đi. Người Nhật Bản vẫn cứ thả bom xuống thành Tô Châu. Cả thành Tô Châu đều biến thành bãi phế vật. Chỉ có đại diện nhà họ Chu cậu. Cậu xem, một bức tường, một viên ngói cũng không bị hỏng. Giống như bom mìn cũng có mắt. May mắn thôi. Nhị thiếu gia, Nhị thiếu gia, kim bắp cậu cần đã làm xong. Tôi đưa ra sao giúp cho cậu. Triệu Ma, đưa cho tôi là được. Cô lùi xuống đi. Thiếu gia, không phải là đồ cho khách à? Triệu Ma, có phải hồ đồ rồi không? Khách tôi nói chính là đại tiểu thư. Lùi xuống đi. Dạ. Lập Văn, cậu vừa mới ở Nhật về chưa lâu, đã muốn ăn kim bắp rồi à? Tôi thích ăn cái này. Chị ăn một miếng đi. Tôi không ăn đâu. Xem. Đi, Lập Văn à, tôi muốn đến phòng phía sau hậu viện xem một chút. Chính là nơi mà lúc nhỏ chúng ta thường hay chơi. Như Ca à, ở đây có gì đáng xem đâu. Tôi muốn xem rốt cuộc đã thay đổi kiểu gì. Sao đây? Không quan nghinh à? Không có. Xem đi. Tôi đưa chị đi. Ở đây vẫn như vậy. Đây không phải là thư phòng mà cha làm việc à? Đúng, đã bao nhiêu năm rồi, không biết có gì thay đổi không? Thư phòng thì có gì thay đổi chứ? Sao ban ngày mà vẫn phải đóng cửa? Tôi muốn vào trong xem. Như Ca à, sao hả? Không có gì thay đổi chứ? Lúc nhỏ chúng ta còn chơi trốn tìm ở đây. Đúng, chơi trốn tìm chính là rõ ràng biết đối phương ở đây, nhưng mà lại không nhìn thấy. Ra ngoài xem đi. Lập Văn à, tôi nhớ bên kia hình như có một hậu hoa viên. Chúng ta qua đó xem đi. Như Ca à, sao vậy?
Chị muốn tìm cái gì? Trong lòng tôi rất rõ. Bây giờ trong nhà này chỉ có hai chúng ta. Tôi nói cho cô biết, cô sẽ sớm biết. Chỉ có tôi mới có thể bảo vệ cô. Cậu thừa nhận là Hán Giang rồi à? Từ khi chị bước vào ngôi nhà này, chị liền biết tôi vẫn luôn làm việc cho người Nhật Bản. Anh trai tôi đã bị lộ thân phận, tôi không giấu nữa. Thầy Kinato bảo tôi nói với chị, ông ấy rất coi trọng hai chúng ta, hy vọng hợp tác cùng ông ấy. Tôi sẽ không hợp tác. Tôi khuyên cậu cũng mau chóng rời khỏi, coi như hai chúng ta chưa từng quen biết. Ai cho phép cô ra? Cô ta tới tìm điện đài. Cô ấy không biết gì cả, cũng không phải là quân nhân. Chuyện này tôi sẽ xử lý. Lẽ nào anh muốn có kết cục giống như anh trai của anh? Trước khi chưa có sự đồng ý của tôi, cô không được phép làm cô ấy bị thương. Chuyển điện đài đi đi. 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 Như ca à, chị thật sự không nên tới đây. Nhưng bây giờ đã quá muộn. Cậu muốn làm gì? Ông chủ Thiếu à, em có thể hỏi anh một câu được không? Anh và bác sĩ Trần rốt cuộc có quan hệ gì? Tôi và Như Ca đã định chuyện chung thân đại sự. Cô ấy coi như là vợ chưa cưới của tôi. Không đúng. Sao vẫn chưa ra chứ? Tôi đi xem. Ông chủ Thiếu, tôi đi cùng với anh. Tôi từng nói, anh đi đâu tôi theo đó. Anh muốn bảo vệ cho ai? Tôi cũng nhất định liều mạng bảo vệ cô ấy. Chu Lập Văn, cậu mau thả tôi ra. Như Ca, là do chị ép tôi. Chu Lập Văn, đừng trách tôi. Tên Hán Giang này, mau thả tôi ra. Như Ca, chị biết không, em vẫn luôn thích chị. Chỉ là em không có cách nào nói với chị. Đừng động vào tôi, bỏ tôi ra. Như Ca, tốt quá rồi, cuối cùng tôi cũng có thể bày tỏ với chị. Chị yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cho chị. Thả tôi ra, tôi thật sự rất yêu chị. Như Ca, Chu Lập Văn, tôi hạ lệnh cho anh lập tức giết cô ấy. Ra ngoài. Ngay cả tôi cũng có thể nhìn ra, cô ta căn bản không yêu anh. Ra ngoài. Như Ca, chờ tôi, tôi sẽ quay lại. Như Ca, Phương Nguyên, bác sĩ Trần, cô không sao chứ? Không sao. Phương Nguyên, Chu Lập Văn quả thực là Hán Giang. Hơn nữa, điện đài ở trong nhà của họ. Em còn phát hiện một nữ phát tin Nhật Bản ở trong nhà của họ. Bọn họ đâu? Chắc là để đi khỏi. Chúng tôi vẫn luôn canh gác ngoài cửa, không thấy bọn họ. Chắc chắn là đi bằng cửa sau. Vậy phải làm sao? Ra trước rồi nói. Đi. Tới rồi. Tiểu thư, tới rồi. Chị Như Ca. Chị Như Ca. Sao vậy? Chị Như Ca à, bọn giặc bắt đầu thả bom vào trong thành. Thương binh trên chiến trường quá nhiều, bác sĩ y tá không đủ. Đi, chị đi cùng em. Được.
Như ca, Phương Nguyên, anh từng tham gia quân đội, cũng biết rằng tiền tuyến thiếu nhất là bác sĩ. Anh không cần khuyên em sẽ cẩn thận. Đây là ngọc gia truyền nhà họ Phương của anh. Em nhất định phải cẩn thận. Đi. Ông chủ Thiếu, muốn gì cứ nói với tôi. Tôi biết cảm giác nhớ như một người. Thay cô ấy lo lắng là như thế nào? Không sao, chúng ta tìm Dư đại phu trước. Khốn kiếp. Khốn kiếp.